anh coi tiền điện tháng này nè. Những anh câu chuyện tình huống đời thường. Có tiết kiệm quá nó trở thành bủn xỉn không có được ông ơi. Làm gì cái gia đình này? Bà muốn cái gì nữa? Trời ơi cha. Cái này cũ lắm rồi đó cha. Đàn thì cũ, bài hát thì cổ, nghe chán lắm cha ơi. Bây giờ lên thành phố ở, mày đặt chê đàn cổ nhạc nữa hả? Khi nào tụi con hiểu được tiếng đàn. Nhưng diễn biến đầy bất ngờ. Con biết cây đàn thật sự rất quan trọng. Ở trong cây đàn có dấu vàng. Vô thay đồ, đi tiệc đi. Để đây anh xử hết cái sân này cho. Chậm ổn phải quên tìm, quên tìm. Trời ơi, từ ngày con trai mình lấy vợ về ha, cái việc gì nó cũng sấn tay vô nó làm hết. Nó thương vợ nó phụ mấy công việc lặt vặt. Đó là cái chuyện bình thường có sao. Những quyết định tưởng như đơn giản. Để em giải quyết cho. Nó đi làm cả ngày vậy mệt rồi, nó còn phải quét sân nữa ha. Nhưng hậu quả khôn lường. Trời đất ơi, mình làm cha làm mẹ đừng có mà xen vô cuộc sống của tụi nó quá. Đón xem Vậy Mới Vui các tập tiếp theo vào lúc 11:50 thứ 6, 7 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.